Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng nhau giải cái khối khóa hồng binh này. Rồi bóc cái này ra. Các bạn có thể nhìn thấy là cái khối khóa hồng binh này vô cùng chắc chắn. Các bạn có dùng lực cái chẳng nữa thì cũng rất khó để tách nó ra. Nếu mà các bạn mà bỏ theo kiểu là bẻ gãy nó thì không nói, nhưng nếu mà tách rời nó ra mà vẫn giữ nguyên cái khối hình của nó thì thực sự là vô cùng khó khăn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách để mở cái khóa hồng minh này. Đầu tiên là các bạn nhìn vào cái khối khóa hồng minh này, chúng ta nhìn thấy một cái trục dọc đúng không ạ, và hai cái trục ngang này đúng không ạ, trục ngang đây. Các bạn cầm từng cái thanh này, các bạn lắc, các bạn cứ lắc lắc theo cái chiều xoay hướng mọi người, không được thì các bạn lại xoay sang cái trục vuông góc còn lại, lắc tiếp. Tại một điểm, tại một cái, nó nhìn thấy cái này có thể bẻ gập nó ra. Nhấc cao lên. Rồi từ đó thì các bạn rất dễ dàng các cái khác. Như chúng ta nhìn thấy là sau khi các cái quân của khóa hồng minh tách ra thì nó sẽ có những hình hài như thế này. Ta xếp nó là theo một chiều. Cách lắp nó vào thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng quan sát ở trên cái video này. Đầu tiên là các bạn lấy một cái bút chỉ, các bạn đánh số vào. Đây, đánh số 1 này, số 2, số 3, 4, số 5, 6 và 9 quân từ 1 đến 6 từ 1 đến 9. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy hai quân số 1, số 2 chúng ta để theo cái chiều như này, quân số 3 chúng ta để theo cái chiều tương ứng với quân số 1 này. Chúng ta lấy cái vạch ở phía trên, chúng ta lấy bút chì vạch vào cái vạch tô đen luôn. Cái tô đen này này có tác dụng gì thì để chỉ là cho các bạn ghi nhớ thôi, nhưng mà thôi thì các bạn có thể không tô đen cũng được, đánh chữ X hoặc là bất kỳ cái gì đều được. Ok, có một vấn đề mà có lẽ chúng ta tôi hơi bị nhầm một chút, chúng ta nhìn thấy cái quân số 6 này không? Quân số 6 là vô cùng đặc biệt so với cả cái quân 4, 5, 7, 8, 9. Chính vì thế quân số 6 này nên đánh 1 là người đánh số 4, 2 là đánh số 9. Thì để dễ nhận biết thì tôi đánh theo số thành nó thành số 9. Được, quân số 9 này là số 6. 6, 9, 9, 6 ạ. Rồi chắc chắn khi các bạn làm thì các bạn sẽ không bị cái màu hơi bẩn như tôi, bởi vì tôi gạch qua một lần rồi. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Tôi lấy cái thanh thứ ba lên. Các bạn nhìn thấy phần đen của thanh thứ ba không ạ?
phần phía dưới, chúng ta nhìn thấy là phần phía dưới nhỉ. Thanh số 2 đến đây. Tiếp tục thanh số 4. Chúng ta úp để cho hai cái thanh khi úp vào nhau nó không bị lồi lõm lên. Đây các bạn nhìn như là sẽ làm thấy nó vô cùng chính xác rồi. Đổ 9 cho 6, 6 cho 9 các bạn. Tiếp tục. Thùng quân số 9 chúng ta đặt theo chiều như này. Tiếp tục thùng quân số 6. Nó đẩy quân số 9 lên trên một chút. Bạn nhìn thấy không? Kéo đẩy được. Đặt con số 8 vào theo cái khe. Con số 7 tương tự, con số 7 trước con số 8 đều giống nhau vậy. Rồi sau vậy ép sát vào con 7 con số 9 lên. Như vậy chúng ta có được khối cầu cực kỳ vững chắc.